Chào các bạn, ở trong cái video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn sử dụng thêm một số những cái công cụ vùng chọn. Ở đây thì chúng ta sẽ mở tiếp tục ra một số những cái ảnh. Đây, cánh cửa, con chim đại bàng. Cũng như là con sư tử, cái cây, con ngựa vằn và một số những cái bức ảnh khác. Ok. Rồi. Thì ở trong cái video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái công cụ. Ở đây mình sẽ sử dụng công cụ Magic Wand Tool. Đây. Thì ở trong cái công cụ này các bạn, như ở những cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn chỉ cần click chọn vào cái phần background này, đúng không? Nó đã chọn cho các bạn rồi. Nhưng mà nó gặp một vấn đề, đó là cái công cụ Magic Wand Tool này nó hoạt động theo cái nguyên tắc là nó sẽ chọn cái điểm ảnh nào mà gần giống với cái mẫu màu mà các bạn click này. Đó, thấy chưa? Click vào. Nhưng mà chúng ta thấy là cái áo này nó cũng gần giống với cái mẫu màu đúng không? Nhưng mà nó cũng chênh lệch một chút gì đó. À, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để cho giảm cái giới hạn chênh lệch này một chút để nó chọn chính xác hơn? Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ở trên đây có cái con số 32 ở trên ở cái phần tolerance này đúng không? Các bạn bây giờ các bạn giảm nó xuống khoảng 10 thôi. Chưa? Sau đó là các bạn bấm chọn. Thì các bạn đã thấy là nó đã chọn cho các bạn một cách chính xác hơn rồi. Và bây giờ chúng ta lại lợi dụng một cái những cái mà mình ở những cái video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn, đó là các bạn mở rộng vùng chọn bằng việc bấm phím Shift đúng không? Bấm thêm này. Đó, phím Shift. Chưa? Phím Shift. Phím Shift này. Đó, chọn, 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 chọn. Kéo xuống. Chọn, chọn. Chọn. Như vậy là chúng ta vừa chọn được những cái vùng chọn bao quanh xung quanh cái thằng người này rồi. Và bây giờ để đảo ngược vùng chọn lại thì các bạn cũng có thể chọn vào select này. Được chưa? Các bạn chọn invert. Invert là đảo ngược lại. Được chưa? Mình ấn Ctrl Z lại nhá. Ở chỗ này nó vẫn chưa chọn được này. Đó, mình ấn chọn. Hoặc là các bạn bấm tổ hợp phím Alt Ctrl Y. À, mình ấn nhầm. Ctrl Shift Y nhá. Đó, ở đây. Hoặc là vào select này. Invert Ctrl Shift Ctrl Y này. Đó, như vậy là cũng đã sẽ tạo cho các bạn được cái vùng chọn như vậy. Bây giờ các bạn có thể kéo thằng người này sang. Kéo, kéo. Giờ kéo sang cái bức ảnh gốc đây. Đâu rồi? Không thấy rồi. Ok, bây giờ các bạn thấy là nó có quá nhiều cái khiến cho các bạn không tìm thấy được cái ảnh gốc, cái ảnh kết quả của chúng ta đâu đúng không? Bây giờ các bạn vào chọn Window này. Các bạn chọn Arrange này. Các bạn chọn cái chế độ tùy theo các bạn cảm thấy hợp lý thì thôi. Ví dụ mình chọn chế độ này chẳng hạn. Được chưa? Cái chế độ này thì mình sẽ kéo cái thằng người sang đây. Đây cái ảnh kết quả. Ảnh kết quả đây. Đúng không? Bây giờ mình có thằng thằng người đây rồi, được chưa? Mình kéo này, kéo nó sang. Đó. Hoặc một cách đơn giản hơn là các bạn chọn Edit, chọn Copy, sau đó sang cái bức ảnh kết quả này. Chọn Edit, chọn Paste. Như vậy là mình cũng đã copy được sang. Ok. Có rất là nhiều cách để các bạn sử dụng vùng chọn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn một cái công cụ vùng chọn. Ở đây, ví dụ như là mình có cái nào khó khó thì mình sẽ tạm tắt cái con này đi. Mình sẽ mở cái cây lên. Cái cây nó gặp một vấn đề khó khăn hơn một chút. Ok, cái cây đây. Các bạn có thể thấy là cái cây của chúng ta nó có rất là nhiều lá đúng không? Và bây giờ mình cũng sẽ sử dụng công cụ là Magic Wand Tool để chọn. Chọn, chọn. Nhưng mà nó gặp một vấn đề, đó là khi mà các bạn đây, các bạn nhìn thấy cái màu nền và cái màu lá cây nó cách nhau cũng khá là xa, nên các bạn có thể tăng cái công cụ tolerance này lên để chọn nó được nhiều hơn. Mình sẽ tăng nó lên khoảng 39 40 đi. Đó, nó cũng đã chọn được nhiều hơn rồi đúng không? Các bạn bấm phím Shift để chọn xung quanh. Nhưng mà các bạn thấy là ở bên trong cái cây này có rất là nhiều cái khung lá con này, các bạn không thể nào mà bấm từng cái ô như vậy được. Thì ở đây nó có một cái lựa chọn, đó là Continuous này. Chưa? Tích vào đây. Sau đó các bạn chọn bấm phím Shift. Bấm phím Shift chọn chọn ra những cái ô xung quanh. Được chưa?
Thì như vậy là nó đã tự động chọn cho các bạn những cái phần nhỏ nhỏ bên trong này. Nhớ tích tích bỏ cái phần con TGS. Nó sẽ nguyên tắc của cái chức năng này là nó sẽ chọn những cái phần gọi là liên tục khi mà nó gặp một cái cạnh hay là không. Chưa? Bây giờ các bạn đảo ngược vùng chọn là ấn Ctrl Shift Y. Đó, sau đó các bạn kéo nó sang hoặc là bấm vào Edit này, chọn Copy này, chọn cái layer, layer này, chưa? Edit này, Paste. Như vậy là mình đã kéo được cái cây sang rồi đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái công cụ vùng chọn nữa. Đây, ví dụ con đại bàng này đây. Chúng ta có cái công cụ là Quick Selection Tool. Quick Selection Tool các bạn cứ bôi này, bôi bôi. Đó, thấy chưa? Bôi 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 bôi. Nó chọn rất là nhanh đúng không? Chọn rất là nhanh. Thế những cái phần thừa hay sao? Những cái phần thừa thì các bạn lại tiếp tục, ở đây đã chưa có phần thừa, mình sẽ ấn Shift để mở rộng thêm vùng chọn này. Đó, Shift để mở rộng thêm vùng chọn. Để chọn. Các bạn có thể sử dụng công cụ này cũng được. Các bạn ấn Ctrl D để hủy vùng chọn nhá. Nhưng mà các bạn nhìn thấy là cái bức ảnh này cũng có một cái nền nó khá là giống, nó khá là đều nhau đúng không? Các bạn có thể sử dụng công cụ là Magic Wand Tool, bấm vào bên ngoài đó này, chỉnh cho cái độ gọi là cái độ đây, cái mức chênh lệch nó nhỏ xuống, bấm vào bên ngoài đó, cho nó tăng lên một chút, đó, được chưa? Bấm Shift, bấm thêm trên đây nữa, được chưa? Như vậy là chúng ta đã chọn được cái con đại bàng này rồi. Và bây giờ chúng ta có thể là kéo nó sang bên này, tiếp tục kéo sang. À, ở đây là mình đang chọn cái bên ngoài đúng không? Các chúng ta cần phải đảo ngược cùng chọn Ctrl Shift Y. Đảo này. Để sang bên đây. Như vậy là chúng ta đã có một cái con đại bàng đúng không? Cái cánh cửa này thì các bạn cũng làm tương tự. Ok, đây là bài tập cho các bạn.